Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 5. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 5 bài 35 luyện tập. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1, chuyển các phân số thập phân thành số thập phân theo mẫu. Cụ thể ở đây chúng ta có mẫu như sau. Câu A, 162/10. Bây giờ chúng ta chuyển phân số thập phân 162/10 thành số thập phân. Thì đầu tiên, các em chuyển phân số thập phân 162/10 về dạng hỗn số. Sau đó các em mới chuyển hỗn số về số thập phân. Thì để chuyển phân số thập phân 162/10 về hỗn số, các em làm như sau. Đầu tiên lấy 162 chia cho 10, tức là lấy tử số chia cho mẫu số của phân số thập phân. 162 chia cho 10 bằng 16 dư 2. Thì như vậy 16 chính là phần nguyên của hỗn số. Thương 16 là phần nguyên của hỗn số. Số dư là tử số của phân số. Ở đây số dư là 2. Như vậy tử số của phân số, của phần phân số là 2. Mẫu số là số chia. Mẫu số là số chia. Ở đây mẫu số là 10. Số chia là 10. Như vậy mẫu số là 10. Do đó chúng ta có phân số thập phân 162/10 bằng 16 và 2/10. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển hỗn số 16 và 2/10 thành số thập phân như sau. Phần nguyên của hỗn số chính là phần nguyên của số thập phân. Phần phân số của hỗn số là 2/10, có nghĩa là phần thập phân của số thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 2. Như vậy 162/10 chúng ta đổi thành số thập phân là 16,2. Tiếp theo, chúng ta có phân số thập phân là 975/10. Thì đầu tiên các em chuyển phân số 975/10 về hỗn số. Chúng ta làm như sau. Chúng ta lấy tử số chia cho mẫu số, tức là lấy 975 chia cho 10 bằng 97 dư 5. Thì thương 97 chính là phần nguyên của hỗn số. Số dư ở đây là 5, chính là tử số của phần phân số. Như vậy tử số của phần phân số là 5. Mẫu số của phần phân số chính là số chia, tức là 10. Thì như vậy 975/10 chúng ta chuyển về hỗn số là bằng 97 và 5/10. Bây giờ chúng ta chuyển hỗn số 97 và 5/10 về số thập phân như sau. Phần nguyên của hỗn số là 97, chính là phần nguyên của số thập phân. Phần phân số của hỗn số là 5/10, tức là phần thập phân của số thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 5. Thì như vậy chúng ta chuyển phân số thập phân 975/10 về số thập phân là 97,5. Tiếp theo sang câu B. Câu B chúng ta chuyển phân số thập phân 7409/100 về số thập phân như sau. Đầu tiên các em chuyển phân số thập phân 7409/100 về hỗn số. Thì để chuyển phân số 7409/100 về hỗn số, các em lấy tử số chia cho mẫu số, tức là 7409 chia cho 100 bằng 74 và dư 9. Ở đây thương 74 chính là phần nguyên của hỗn số. Tử số của phần phân số chính là số dư của phép chia. Ở đây chúng ta có số dư là 9, như vậy tử số của phần phân số là 9. Mẫu số của phần phân số chính là số chia, tức là 100. Thì như vậy
7409 phần 100 bằng hỗn số 74 và 9 phần 100. Bây giờ các em chuyển hỗn số 74 và 9 phần 100 về số thập phân, thì phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là bằng 74. Phần phân số của hỗn số là 9 phần 100. Điều này có nghĩa là ở phần thập phân của số thập phân, hàng phần trăm có giá trị là 9. Hàng phần trăm có giá trị là 9 và hàng phần 10 ở đây có giá trị là 0. Như vậy, phần thập phân của số thập phân là 0,9. Như vậy, chúng ta đã chuyển phân số thập phân 7409 phần 100 về số thập phân là 74,09. Tiếp theo, các em chuyển phân số thập phân 806 phần 100 về số thập phân như sau. Đầu tiên, các em chuyển phân số thập phân này về hỗn số. Các em lấy tử số chia cho mẫu số, tức là lấy 806 chia cho 100 bằng 8 và dư 6. Thì phần nguyên của hỗn số chính là thương của phép chia, tức là 8. Như vậy, phần nguyên của hỗn số là 8. Số dư ở đây là 6. Số dư chính là tử số của phần phân số, tức là tử số của phần phân số là 6. Mẫu số của phần phân số chính là số chia, tức là 100. Thì như vậy, bây giờ các em sẽ chuyển hỗn số 8 và 6 phần 100 về số thập phân. Thì phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là bằng 8. Phần phân số của hỗn số là 6 phần 100, tức là phần thập phân của số thập phân ở hàng phần trăm có giá trị là 6. Phần thập phân của số thập phân ở hàng phần trăm có giá trị là 6 và ở hàng phần 10 có giá trị là 0. Như vậy, phần thập phân của số thập phân sẽ là 0,6. Do đó, chúng ta đã chuyển được phân số thập phân 806 phần 100 về số thập phân là 8,06. Tiếp theo, các em làm bài tập số 2, chuyển các phân số thập phân thành số thập phân. Câu A, đầu tiên các em chuyển phân số thập phân 64 phần 10 thành số thập phân. Thì như vậy, đầu tiên các em sẽ lấy tử số chia cho mẫu số, tức là lấy 64 chia cho 10 bằng 6 và dư 4. Như vậy, theo cách làm của bài tập số 1, thì 64 phần 10 các em sẽ chuyển về hỗn số là 6 và 4 phần 10. Như vậy, phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là 6. Bây giờ các em sẽ tìm tiếp phần thập phân của số thập phân bằng bao nhiêu. Ở đây, phần phân số của hỗn số là 4 phần 10. Điều này có nghĩa là phần thập phân của số thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 4. Do đó, chúng ta sẽ có 64 phần 10 bằng 6,4. Tiếp theo, các em chuyển phân số thập phân 372 phần 10 thành số thập phân. Thì đầu tiên, các em cũng lấy 372 chia cho 10 bằng 37 và dư 2. Thì như vậy, chúng ta có 372 phần 10 bằng hỗn số 37 và 2 phần 10. Thì 37 chính là phần nguyên của số thập phân. 2 phần 10, tức là phần thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 2. Thì như vậy, chúng ta có 372 phần 10 bằng 37,2. Tiếp theo, các em chuyển phân số thập phân 1954 phần 100 về số thập phân như sau. Các em cũng lấy tử số chia mẫu số, 1954 chia cho 100 thì bằng 19 và dư 54. Như vậy, các em sẽ có hỗn số 19 và 54 phần 100. 19 chính là phần nguyên của số thập phân. 54 phần 100, tức là ở phần thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 5,
hàng phần trăm có giá trị là 4. Như vậy chúng ta sẽ có 1954 phần 100 bằng 19,54. Tiếp theo các em sang câu B. Các em chuyển phân số thập phân 1942 phần 100 về số thập phân. Thì đầu tiên các em sẽ lấy tử số chia mẫu số, tức là lấy 1942 chia cho 100 bằng 19 và dư 42. Thì như vậy các em sẽ có hỗn số là 19 và 42 phần 100. Thì như vậy phần nguyên là 19. Phần nguyên của hỗn số là 19. Do đó phần nguyên của số thập phân sẽ là 19. 42 phần 100 tức là ở phần thập phân của số thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 4, hàng phần trăm có giá trị là 2. Như vậy chúng ta sẽ có 19,42. Do đó 1942 phần 100 bằng 19,42. Tiếp theo chúng ta chuyển phân số thập phân 6135 phần 1000 về số thập phân. Thì các em cũng lấy tử số chia mẫu số, 6135 chia 1000 bằng 6 và dư 135. Thì như vậy chúng ta sẽ có hỗn số 6 và 135 phần 1000. Ở đây 6 chính là phần nguyên của số thập phân. 135 phần 1000 tức là ở phần thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 1, hàng phần trăm có giá trị là 3 và hàng phần nghìn có giá trị là 5. Như vậy chúng ta sẽ có 6,135. Do đó 6135 phần 1000 bằng 6,135. Tiếp theo chúng ta có 2001 phần 1000. Chúng ta chuyển về số thập phân như sau. Đầu tiên các em lấy tử số chia mẫu số, tức là lấy 2001 chia cho 1000 bằng 2 và dư 1. Thì như vậy chúng ta sẽ có hỗn số 2 và 1 phần 1000. Ở đây phần nguyên của số thập phân chính là 2. 1 phần 1000 tức là ở phần thập phân của số thập phân, hàng phần nghìn có giá trị là 1. Như vậy phần thập phân của số thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 0, hàng phần trăm có giá trị là 0 và hàng phần nghìn có giá trị là 1. Do đó chúng ta sẽ có 2,001. Thì như vậy 2001 phần 1000 bằng 2,001. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Câu A. 2,1m bằng bao nhiêu decimet? Thì để đổi 2,1m bằng bao nhiêu decimet, các em sẽ làm như sau. Ở đây 2,1m sẽ bằng 2 và 1/10m. Ở đây số thập phân 2,1 có phần nguyên là 2 và phần thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 1. Như vậy chúng ta chuyển 2,1 về dạng hỗn số là 2 và 1/10. Như vậy 2,1m sẽ bằng 2 và 1/10m. 2m thì bằng 20 decimet, bởi vì 1m bằng 10 decimet, cho nên 2m sẽ bằng 2 nhân với 10 và bằng 20 decimet. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có 1/10m sẽ bằng 1/10 nhân với 10 decimet, tức là bằng 1 decimet. Do đó 2,1m sẽ bằng 20 decimet cộng với 1 decimet và bằng 21 decimet. Như vậy chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là số 21. Tiếp theo, các em đổi 9,75m bằng bao nhiêu cm? Thì đầu tiên, các em đổi 9,75m về dạng hỗn số. Thì ở đây số thập phân 9,75m chúng ta đổi về hỗn số có phần nguyên, chính là phần nguyên của số thập phân, tức là 9. Ở phần thập phân
của số thập phân 9,75 là 7 năm. Như vậy, ở phần thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 7, hàng phần trăm có giá trị là 5. Do đó, chúng ta sẽ có phần phân số của hỗn số là 75/100. Thì như vậy, 9,75m bằng 9 và 75/100m. 1m bằng 100cm. Như vậy, 9m sẽ bằng 9 x 100 và bằng 900cm. Sẽ bằng 75/100 nhân với 100 và bằng 75cm. Thì như vậy, 9,75m sẽ bằng 900cm cộng với 75cm và bằng 975cm. Do đó, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là số 975. Tiếp theo, các em đổi 7,08m bằng bao nhiêu cm? Ở đây, 7,08m sẽ bằng hỗn số có phần nguyên là 7. Phần thập phân là 0,8, tức là ở hàng phần 10 có giá trị là 0, ở hàng phần trăm có giá trị là 8. Như vậy, phần phân số của hỗn số sẽ là 8/100. Do đó, 7,08m sẽ bằng 7 và 8/100m. Thì 1m bằng 100cm. Như vậy, 7m sẽ bằng 7 x 100 và bằng 700cm. 1/100m thì bằng 1cm. Như vậy, 8/100m sẽ bằng 8cm. Do đó, 7,08m sẽ bằng 700cm cộng với 8cm và bằng 708cm. Do đó, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là số 708. Tiếp theo, các em sang câu B. 4,5m bằng bao nhiêu decimet? Đầu tiên, các em chuyển số thập phân 4,5 về hỗn số. Thì 4,5m các em chuyển về hỗn số có phần nguyên, chính là phần nguyên của số thập phân, tức là 4. Phần thập phân của số thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 5. Như vậy, phần phân số của hỗn số sẽ là 5/10. Do đó, 4,5m bằng 4 và 5/10m. 1m bằng 10 decimet. Như vậy, 4m sẽ bằng 4 x 10 và bằng 40 decimet. 1/10m thì bằng 1 decimet. Như vậy, 5/10m sẽ bằng 5 decimet. Do đó, 4,5m sẽ bằng 40 decimet cộng với 5 decimet và bằng 45 decimet. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là số 45. Tiếp theo, các em chuyển 4,2m bằng bao nhiêu cm? Thì đầu tiên, các em chuyển 4,2m về dạng hỗn số. Ở đây, hỗn số sẽ có phần nguyên, chính là phần nguyên của số thập phân, tức là 4. Phần thập phân của số thập phân ở hàng phần 10 có giá trị là 2. Thì như vậy, phần phân số của hỗn số sẽ là 2/10. Như vậy, 4,2m bằng 4 và 2/10m. 1m bằng 100cm. Như vậy, 4m sẽ bằng 4 x 100 và bằng 400cm. Ở đây, 2/10m sẽ bằng 2/10 nhân với 100 và bằng 20cm. Thì như vậy, 4,2m sẽ bằng 400cm cộng với 20cm và bằng 420cm. Do đó, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là số 420. Tiếp theo, các em đổi 1,01m bằng bao nhiêu cm? Đầu tiên, các em chuyển về hỗn số 1,01, hỗn số có phần nguyên là 1. Ở đây, phần thập phân ở hàng phần 10 là 0, hàng phần trăm là 1. Như vậy, phần phân số của hỗn số sẽ là 1%. Như vậy, 1,01m bằng 1 và 1/100m. 1m bằng 100cm. 1/100m sẽ bằng 1cm. Như vậy, 1,01m sẽ bằng 100cm cộng với 1cm
và bằng 101 cm. Như vậy số thích hợp để điền vào chỗ chấm là số 101. Tiếp theo các em làm bài tập số 4, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Ở đây 9/10. 9/10 chúng ta đổi về số thập phân là bằng 0,9. 9/10 có nghĩa là ở phần thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 9 và phần nguyên có giá trị là 0. Như vậy 9/10 bằng 0,9. Tiếp theo chúng ta chuyển phân số thập phân 90/100 về số thập phân. Ở đây 90/100 có nghĩa là phần thập phân, hàng phần 10 có giá trị là 9, hàng phần trăm có giá trị là 0, phần nguyên bằng 0. Như vậy 90/100 sẽ bằng 0,90. Như vậy ta thấy 0,9 bằng 0,90. Vì sao? Thì các em sẽ điền tiếp vào chỗ chấm. Chúng ta sẽ lý giải lý do vì sao như sau. 90/100, chúng ta sẽ rút gọn phần số này bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho 10. Bởi vì tử số là 90, mẫu số là 100. 90 và 100 đều chia hết cho 10. Thì khi chia cả tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác không, cụ thể ở đây chúng ta chia cho 10, thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Như vậy tử số là 90 chia 10, mẫu số là 100 chia 10 và bằng tử số là 90 chia 10 bằng 9, mẫu số là 100 chia 10 bằng 10. Như vậy 90/100 chúng ta rút gọn được phân số 9/10. 90/100 bằng 9/10. Mà 90/100 bằng 0,90. 9/10 bằng 0,9. Hay nói cách khác, 0,9 bằng 0,90. Là lý do là 90/100 bằng 9/10. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.